Xin chào toàn thể các quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2023. Cửa hàng Lụt Máy Cưa xin lên sóng cho anh em một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi anh em nha. Đấy, và trong video ngày hôm nay thì có 10 con máy cưa xích và em đã báo giá công khai hết lên từng con rồi. Đây, cái tờ giấy này nhá, là em đã ghi giá lên từng con máy đây rồi nha. Đấy, nên là anh em thoải mái cho anh em để tham khảo giá thoải mái luôn. Và trong giá này thì em đã miễn phí ship cho anh em nhá. Đấy, hàng tới, nói chung là hàng tới anh em chỉ cần thanh toán đúng số tiền mà em đã ghi lên trên cái tờ giấy này thôi. Đấy, và cửa hàng chúng em thì bao ship đến tận nhà cho anh em và tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho anh em như là một típ mở buji này, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh nha. Đấy là ba món phụ kiện là cửa hàng chúng em kèm theo khi anh em đặt từng cây máy. Và trong video ngày hôm nay thì cửa hàng chúng em là lên sóng là lô chữ V nhá. Từ V1 cho tới V10, hôm nay là có dòng như kiểu là hút mana 440 nhỉ. Hàng để khai thác tầm trung anh em nha. Xin đây qua 380 về cho anh em khai thác tầm trung luôn. Xả gia đình như kiểu có Estin 180, Echokurit V3201 hoặc là Makita. Tay dài, hệ tay dài tay cụt thì có những dòng như kiểu là Makita tay dài có chụp giật trợ lực cho anh em. Tananka hàng siêu VIP đẹp 99% nha. Tay cụt thì có dòng như kiểu là Makita hoặc là Komatsu. Đấy, và có một con máy cưa xích hàng siêu hạt rẻ cho anh em luôn anh em nhé. Để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình. Hàng nào anh em nào mà kinh phí thấp thì có thể lựa con V1 này. Rồi, lên sóng cho anh em. Đầu tiên là con V1. Con V1 này thì nói chung là hàng cưa tay dài để cho anh em nhu cầu về sử dụng ít, hoặc là về cắt tỉa vườn nhà, cắt tỉa cây cảnh, hoặc là làm vườn làm rẫy thôi. Nói chung là ít sử dụng đấy ạ. Lâu lâu mới bỏ ra nhu cầu sử dụng cắt ít, cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đổ lại. Thì có con Echo này nhá. Echo này thì nó là con V1. Anh em nào mà chốt con này thì chỉ cần báo cho em là anh muốn chốt con V1 là cả chúng em biết anh em muốn đặt con gì. Đấy, giá 1,6 triệu thôi, báo ship đến tận nhà cho anh em. Con này thì công suất của nó là 30cc, đường kính cho bít tông của nó là 37mm, lam của nó là 35cm, phần mặt cắt còn lại là 30. Sử dụng là xích mini, bán trên thị trường thì cực kỳ nhiều, anh em không cần phải lo. Hàng máy móc này, Echo Curit, vỏ viếc liền mạch, không có bể vỡ gì anh em nha. Cam kết cho anh em là hàng nguyên zin nguyên bản luôn, anh em không cần phải lăn tăn, phụ tùng thay thế dễ dàng anh em nhé. Nói chung là trong lô ngày hôm nay này thì tất cả con máy con nào cũng đều dễ dàng kiếm phụ tùng để sửa chữa anh em nhé. Anh em không cần phải lo là hàng cổ quá không có phụ tùng đâu ạ. Phụ tùng cửa hàng chúng em cam kết cho anh em là lúc nào cũng có sẵn để phục vụ quý anh em. Nếu mà anh em đến nữa hỏng hóc đấy, háo chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 này. Giá 1,6 triệu này thì em bao ship cho anh em tới tận nhà, bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng. Lô ngày hôm nay thì sẽ toàn thể máy đây, sẽ bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng sử dụng anh em nhé. Anh em không cần phải lo. Rồi, giờ test nổ cho anh em nghe con này. Và nếu mà anh em nào mà thích hệ tay cụt đây, một chiếc máy cưa mini về cho anh em sử dụng với tần suất ít, hoặc là anh em cần một chiếc máy cưa xích cực kỳ nhỏ gọn nhá, thì hôm nay lên cho anh em con V2 giá 1,8 triệu, bao ship đến tận nhà cho anh em, bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng, phụ tùng thay thế dễ dàng. Lam của nó là 35cm, phần mặt cắt còn lại là 30. Sử dụng là xích mini, bán trên thị trường cực kỳ nhiều. Đấy, lam chưa có biểu hiện tòe đầu hay là móp méo gì cả. Anh em về sử dụng cây lam xích nguyên zin này thì còn ngon nguyên anh em nha. Anh em không cần phải lo. Quan trọng là phần máy thôi. Máy móc cam kết nguyên zin nguyên bản cho anh em 100%. Con này thì công suất của nó là 31cc, nòng của nó là 38mm. Với cái dòng mini này thì cho phù hợp cho anh em cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 15-20cm đổ lại. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em nha, để giúp dễ dàng lên xăng. Đấy, dòng Komatsu dòng này thì nó là hàng cực kỳ nổi tiếng trên thị trường rồi. Đấy, nó nổi tiếng như giống như kiểu là ở Việt Nam thì có những hãng xe máy như kiểu là Yamaha này hay là Honda đúng không, thì nổi tiếng đúng không. Thì ở bên Nhật Bản ấy ạ, thì hãng Komatsu này thì nó nổi tiếng tương đương như những cái dòng xe máy ở trên Việt Nam anh em nhé. Cái hãng Komatsu này thì ở bên Nhật Bản nó cực kỳ nổi tiếng luôn, và dòng này thì nó là thiên về độ bền và tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, anh em nào muốn cần một chiếc máy cưa xích bền bỉ thì lựa chọn con này cực kỳ hợp lý luôn anh em nhé. Đấy, nổ máy cực kỳ êm luôn anh em nha.
2 giá 1.800.000. Nếu mà anh em ấy, anh em mà đặt hàng của cửa hàng chúng em đúng không, mà khi mà anh em chưa biết cách sử dụng cũng như là cách vận hành của cây máy ấy, thì hàng tới anh em hãy gọi video ở bên Zalo cho cửa hàng chúng em, thì em sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết cách sử dụng của cây máy anh em nhé. Còn nếu mà anh em nào mà không có sử dụng Zalo ấy thì anh em chỉ cần nhờ cái người giao hàng đến cho anh em ấy, là nhờ vui lòng kết nối Zalo cho cả chúng em, là em sử dụng Zalo bằng số điện thoại để dưới màn hình luôn, 0354392929. Đấy là người ta sẽ kết nối ra gọi video cho em nhé, thì em sẽ hướng dẫn sử dụng cho anh em. Rồi qua con V3 là một con máy cưa xích Makita MDE331. Con này thì công suất của nó thì nó lớn hơn con V2 một tí xíu, lớn hơn 2cc anh em nhá. Con V2 là 31cc. Đây, 31cc. Còn cái con V3 này nó là 33cc. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em. Đấy, thương hiệu Makita, hệ cơ tay cụt. Dòng này thì công suất lớn hơn một tí để cho anh em về sử dụng. Còn lam thì độ dài thì vẫn có bằng con V2 thôi. Lam là 35cm, phần mặt cắt là còn lại là 30. Sử dụng là sử dụng xích chung 91 nha. Xích dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện, mua bán cực kỳ nhiều và dễ dàng. Hàng này thì hàng máy móc phải khơ liền mạch, không có bể vỡ gì cả, nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Đặc biệt có tích hợp thắng xích đầy đủ cho anh em này. Có thắng xích đầy đủ nha. Giá 1.900.000, bao ship với tận nhà cho anh em, bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng. Cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đủ lại. Con này thì cực kỳ hợp lý nha. Máy đổi chạy cực kỳ ngon nha, máy còn đang hoạt động ngon lành luôn anh em, về anh em chỉ đổ xăng và là xài thôi. Rồi qua con V4 anh em, V4 là một con máy cưa Tanaka, dòng này hàng siêu VIP luôn anh em nhé, máy móc tình trạng đẹp 99% luôn, giá 2 triệu đồng cho con này. Hàng này thì công suất của nó là 33cc, nòng của nó là 38mm, cắt cho anh em đường kính khung gỗ khoảng tầm 20-25cm đổ lại, về xài gia đình anh em nha. Làm đây anh em nhìn này, quá đẹp đúng không anh em, lam của nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35cm nha. Có đúng một xăng phụ đầy đủ cho anh em, giá 2 triệu đồng cho con này. Hàng siêu VIP luôn anh em, nhìn con phần ốc này. Ốc anh em nhìn phần ốc không? Ốc còn 7 màu luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn, phần bô cho anh em nhìn phần bô này. Bô chưa hề có vết han gì luôn anh em. Hàng này chỉ thiếu cái thùng thôi. Thiếu đúng cái thùng nữa thành cái máy mới. Đấy, anh em nhìn không? 33cc. Máy móc liền mạch không có bể vỡ. Lam xích còn đẹp nguyên nha, 2 triệu đồng cho con này. Sợi dây giật này cho anh em nhìn, sợi dây giật này còn trắng phau luôn. Rồi qua con V5 là một con máy cưa xích đến thương hiệu Makita tiếp. Con này cũng cực kỳ đẹp luôn anh em nha. Anh em nhìn phần máy này, hàng đẹp siêu VIP luôn anh em nha. Giá 2.200.000. Con này đặc biệt thì được tích hợp cho anh em là có chụp giật trợ lực, thì để cho anh em giúp vận hành cây máy cũng như là nổ cây máy thì nó dễ dàng hơn. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Lam của nó là cũng là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35cm. Sử dụng là xài xích chung 91. Có thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ nha. Đấy, thương hiệu Makita. Đây, cho anh em nhìn qua MDE333. Con này thì về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đổ lại. Công suất của con này nó là 33cc, đường kính chai bít tông là 38mm. Rồi, giờ test nổ cho anh em nghe qua con này. Cưa xích Makita, hàng quá là thương hiệu, quá là nổi tiếng ở trên thị trường Việt Nam rồi. Rồi qua con V, qua con V6 là một con máy cưa xích cũng là đến thương hiệu Makita tiếp. Đây, Makita nha anh em nhá. Con này thì của nó là nòng của nó là 38mm và công suất con này lên đến 34cc.
có chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em, có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, giá 2.450.000. Con này là hệ máy cơ hệ nóng đứng, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ nha. Lam của nó là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Đây, có chữ làm Makita luôn, xích sử dụng xích chung 91, xích chung chung với sản phẩm của máy cơ điện, mua bán cực kỳ dễ dàng. Vâng, và cái điều đặc biệt này là cái này thì nó hơi bị khác nha, những con máy còn lại nha, là cái phần đẩy xuống này là tắt này. Đấy, anh em để ý giúp cả hai chúng em nhé, đẩy xuống là tắt này. Đấy, gạt lên là nó nghe. Đấy, còn nấc giữa như thế này là nổ. Nó có 3 nấc anh em nhé, gạt lên trên cùng là đóng nghe. Đấy, gạt nấc giữa là nổ, đẩy xuống cuối cùng là tắt máy. Đấy, có chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ. Đấy, ốp lam là ốp lam tăng chỉnh xích nhanh anh em nha. Con này rất là tiện lợi và cái ốp lam này cực kỳ bền luôn. Nói chung là nhà những cái hãng của hàng Nhật nó thiết kế thì bao bền cho anh em rồi. Qua con V7 là một con máy cơ xích, dòng này nó là dòng Echocurit nòng đứng anh em nha. Nòng đứng con này thì nó là dòng Echocurit, máy móc cực kỳ đẹp luôn anh em. V3201 con này nòng của nó là 38mm, công suất của con này là 34cc. Đấy, giá 2.600.000 anh em nhé. V3201 có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, le gió là le gió tự động luôn anh em, máy móc tình trạng đẹp vip luôn anh em ơi. Đây, hai ốc chân lam vẫn trực tiếp vào khóa 10 nha. Có xả áp đầy đủ cho anh em này. Lam của nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam luôn nha. Xích sử dụng là xài xích chung 91. Sợi xích này thì em đã thay mới vào cho anh em rồi. Xích là xích mới thay vào rồi nha. Máy móc này cho anh em nhìn này, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết nha, anh em không cần phải lo. Đây, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em. Máy móc này cho anh em nhìn này, đẹp xuất sắc luôn. Nói chung trong lô ngày hôm nay thì con nào cũng cực kỳ vip luôn anh em nhé. 10 con đẹp như cả 10. Anh em lựa con nào cũng cực kỳ ngon lành cho anh em luôn. Rồi, giật test nổ con này cho anh em nghe. Con này thì công suất của nó là 34cc, phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại. Nổ rất ngon nha. Dạ vâng, qua con V8 là một con máy cơ xích Estin MS180, nòng 38mm, công suất con này nó là 33cc, giá 2.900.000 cho anh em nhé, giá cực kỳ thanh lý luôn. Hôm nay là xả toàn bộ máy móc tại cửa hàng luôn anh em. Rồi, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ. Lam của nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. 2.900.000 là bao rẻ cho anh em, cực kỳ rẻ rồi anh em nhé. Hàng của Đức luôn anh em nha. Estin có ốp lam tăng chỉnh xích nhanh, có xả áp đầy đủ cho anh em, giá 2.900.000, máy móc đổ ngon lành. Bây giờ là qua hai con máy cơ xích khai thác tầm trung, là một con máy Shindaiwa 380 và một con Husqvarna 440 nha anh em. Đấy, V9 giá 3.000.000, con này thì nòng của nó là 40mm, công suất của con này lên đến 38cc, lốc là lốc hợp kim nhôm anh em nha, lốc hợp kim nhôm. Con này làm 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Xích là sử dụng xích 325 anh em nhé. Phần mặt tiền của nó này nha, anh em nhìn nào, hầu như chưa có vết chảy sơn gì luôn. Đó, giá 3.000.000 con này. Hàng con này thì hàng cực kỳ khỏe luôn nha. Cái vòng tua của con này nó là vòng tua mở, máy móc cực kỳ khỏe, máy móc nôi đồng cua đá luôn anh em, vừa xài vừa quăng vừa đập vừa vất. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp vào khóa 13. Đấy, anh em nhìn nào, con này thì về cho anh em khai thác tầm trung quá là ok luôn anh em nha.
về khai thác chuyên nghiệp, một ngày làm 8 tiếng. Cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 40 cm đổ lại là con này cực kỳ hợp lý nha. Với cái tần suất mà anh em về sử dụng nhiều, một ngày làm 7 8 tiếng liên tục ấy ạ, thì sử dụng mấy cái con này thì bao chấp cho anh em là cực kỳ chất lượng luôn anh em nhá. Chỉ có dòng này hoặc là Estin hoặc là Humana thôi thì mới có chịu được cái công suất của anh em về sử dụng một ngày làm 7 8 tiếng liên tục. Rồi V10 là một con máy cuối cùng trong lô ngày hôm nay nhá. Humana 440. Công suất con này là 41cc. 40,9cc anh em nhé. Cân nặng đầu máy không là 4,4kg. Hàng này nó là hàng đời mới của dòng Humana, sản xuất năm 2014 này anh em. 2014 anh em nha. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em, giá 3.650.000. Có chụp giật trợ lực cho anh em, có núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Đấy, ốp lam là ốp lam bằng nhôm luôn nha, chứ không phải là ốp lam nhựa anh em nha. Lam của nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35, sử dụng là xài xích 325. Đấy, con này về cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp hoặc là về khai thác tầm trung anh em nhá. Anh em nào có điều kiện, có kinh phí thì con này quá hợp lý luôn. Máy móc cam kết chuẩn zin 100%, chưa bung chạm máy móc. Hàng là hàng của Thụy Điển anh em nhá. Ngon luôn. Con này thì nổ cực kỳ ngon luôn nha, giật nhẹ cái là nổ thôi. Máy móc đẹp. Tình trạng máy thì tầm khoảng 80-90% đấy anh em nhà, anh em không cần phải lăn tăn. Rồi và vừa rồi cả chúng em đã giới thiệu cho anh em 10 con máy cơ xích, anh em ưng con nào thì có thể liên hệ cho cả chúng em qua đường dây 0354392929. Số điện thoại đặt hàng thì cả chúng em đã để dưới màn hình rồi. Xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.